cái này, nhưng mà lần trước ấy Hà không có, chứ như Hà không có nói với mọi người, thật sự Hà không có like hết, cho nên Hà quên Hà không nói với mọi người cái một cái serum nhé cả nhà nhá. Cái serum này là một cái dòng mà mọi người biết rồi đúng không, của Medibill. Medibill thì mọi người đã xài rất là nhiều rồi, cái dòng Medibill của công ty Medibill này là mọi người xài khá nhiều rồi. Hà có kem chống nắng, Hà có Medibill, có của tinh chất vàng đúng không cả nhà. Đây, những cái này á, thì nói thật với cả nhà luôn, cái này á, những cái thương hiệu Medibill này, những cái này này đúng ổ của Hà luôn, Hà nói thật luôn, đúng ổ của Hà luôn á. Lấy nói chung là trong cái dòng này Hà bán rất rất là nhiều luôn, rất là nhiều luôn. Hà nhìn, Hà liếc mắt qua Hà nhìn thấy rất là nhiều luôn. Medipil đây luôn nhá, kem chống nắng của Hà có luôn nhé cả nhà nhá, rất giá cực kỳ là yêu thương luôn, nông tông da luôn nhé cả nhà nhá. Lâu lắm Hà không có giới thiệu lại với mọi người luôn. Medipil thì nói thật với mọi người, Hà bán là cái giá là vô địch rẻ luôn, cho nên là cảm ơn chị Tiên Nguyễn nha. Đấy đúng rồi, cứ khổ lắm, nó cứ phải như vậy đấy. Thì mọi người biết cái chai này á, nó là một cái dạng mà bên công ty nó mới ra hàng, nó giống như là một cái dạng mà nó dùng là giống như là Biotox với cả nhà, tức là nó làm trắng sáng da, tức là nó volume nữa, là cái độ mà nó làm trắng sáng da mình nha cả nhà nha, chống lão hóa da mình, nó căng bóng da mình luôn nhé cả nhà nhá. Thì trong cái dòng này á, là cái mà nó Biotox nữa nha cả nhà nha, nó chứa cái thành phần mà giống như nó làm nhanh cho mình nhá cả nhà nhá, tức là nó cái hiệu quả của nó vượt trội hơn luôn nhé cả nhà nhá. Cái này á, một cái chai này, và để Hà coi, Hà coi thử cái chai nó khá là to nhé cả nhà nhá, chai khá là to luôn đấy, chẳng nhìn thấy cái gì hết, chữ trắng xong rồi cái này nó còn trắng như thế này nữa, ô khỉ, gặp cái ánh đèn thì nó chói nữa, khó nhìn thấy gì luôn cả nhà ơi, khó nhìn thấy gì luôn. Cái này chắc phải vào trang web nó mình coi mới biết được nó bao nhiêu mil, rất là bự luôn nhé cả nhà nhá, bự lắm. Cái này á, mình ở đây á, thì Hà đọc được một vài chữ tiếng Anh ở trong này luôn nhé cả nhà nhá. Cái này nó dùng cho cả ngày và cả đêm luôn này cả nhà. Người ta hướng dẫn mình á, là cho ngày và cho đêm luôn. Nó giống như là một cái dạng ampoule luôn nhé cả nhà nhá. Nó ampoule 100 ml, à chắc là như thế. Chị cũng không có để ý luôn, đăng bài lên xong rồi cũng quên luôn. Bây giờ nhìn, với cái serum này, ampoule này mà Hà bán chỉ có 20 đồng một chai thôi nhé cả nhà nhá. Nếu như mọi người đã xài cái serum vàng này á, Hà bán với cái giá của nó là 18 oi. Hà bán rất rất là nhiều rồi nhé cả nhà nhá. Thì cái dòng này nó là cái dòng mà làm trắng nha, Biotox này á nha, thì nó là 20 đồng nhé cả nhà nhá. Đây, cái serum vàng này là 18 oi, còn cái chai này làm trắng sáng này ấy, nó là 20 đồng nhá cả nhà nhá. Cái này là xài là à, nghĩ là ok luôn đó, thật sự luôn á. Cái này bởi vậy khi mà công ty nói lấy hàng một cái là hạt lấy liền luôn, thật sự. Cái này là thấy là nó ok rồi, mình có biết qua này kia một chút xíu trong cái dòng này là lấy luôn đó. Ngọc Trần nè, một chai nè. À, gọi nó là Biotox nha cả nhà nhá. 20 đồng này. Đấy nó chạy nhá. Đấy nó chạy đấy, tin nhắn nó chạy nhanh lắm. Linh là một một chai nè. Mấy cái này là nó thật luôn đấy. Bây giờ Hà bán mấy cái giá này là nó thật chữ với cả nhà luôn, là nó cái giá của nó quá là tốt luôn rồi. Em thêm một chai nữa. Đấy. Chị ghi vào đây cộng một cho em nữa là được. Nha cả nhà nha, cái dòng này là cái dòng làm trắng nha cả nhà nha, bởi vì bên công ty này á, chị chào Dung Kim nha. Đó,
mọi người biết không, cái này á, tại vì trong cái dòng này á, là cho bên cái dòng Medibuild này á, là Hà bán khá nhiều rồi, Hà bán khá nhiều về cái dòng cái sản phẩm của nó rồi, nó có cả một cái tập đoàn dược mỹ phẩm luôn, cho nên là loại mới đó xài với kem hu trắng được không chị? Được nha các em nha, được luôn. Cái này á, là mình xài như serum nha, sau khi bôi nước hoa hồng lên mọi người xài serum lên cho Hà nha. Cái dòng nào ấy mà mọi người cần nó làm trắng sáng da mọi người đánh trước. Nếu như mọi người cần đánh hai dạng serum, Hà thí dụ như mọi người đi, nếu mọi người đánh hai serum mà mọi người cần chống lão hóa thì mọi người đưa chống lão hóa vào trước cho Hà nha cả nhà nha. Mọi người cần làm trắng sáng da mọi người đưa trắng sáng vào trước, xong rồi sau đến là chống lão hóa nha cả nhà nha. Serum mình có thể xài hai serum nhưng mà kem tuyệt đối không nhá cả nhà nhá. Kem không xài hai serum, hai kem một lần nhá cả nhà nhá. Đừng xài hai kem nhá, nó sẽ dày lắm, nó sẽ bí da. Nhưng mà serum xài được nha cả nhà nhá. Bởi vì sao, nó thẩm thấu vô trong cái da của mình cực kỳ đấy. Bởi vì sau khi cái nước toner đó mọi người, tại sao mà Hà luôn luôn phải nhắc với mọi người là toner mọi người phải xài. Toner đưa vào nó làm mềm da, nó giãn nở lỗ chân lông da cho mình nha cả nhà nhá. Đó là cái nhiệm vụ của cái nước toner, là cái nước balancer nha cả nhà nhá, là cái nước cân bằng đó cả nhà. Thì nó giãn nở cái lỗ chân lông của mình ra đó. Xong sau đó là mình bôi serum lên là nó sẽ đi sâu vào trong cái lớp da của mình nhá. Nó đẹp, là nó thật sự nó đẹp dưới cái lớp da của mình luôn đó, chứ không phải chỉ có đẹp bề mặt da đâu. Thu Hồng Lê một chai này. À, Quỳnh Trang em hai chai này. Milan này, em một chai nè. Ui, hạn sử dụng hả? Ui dồi ôi, em ơi, chị mới nhìn thấy hình như là nó là 2026 em nhá. Ui dồi ôi, tôi tụt tụt. Bao luôn, dài phải nói là đại bác mà bắn mà nó cũng không tới luôn nha em nha. Đại bác ấy, chứ được, không có cần đấy. Cho đại bác bắn ung tới luôn. Chị ơi, ghi kìa, ghi rồi đấy. Thấy rồi. Đây nè, em nè, hai chai rồi nè. Chị chào Huệ nha, chào Huệ. Rồi, không biết còn sót ai không. Cứ kéo lên kéo xuống vậy đó, khổ lắm. Chị ghi rồi nhé Trang nhé. Rồi, cho em một chai. Serum ấy, mọi người cứ yên tâm nhé cả nhà nhé. Serum là một cái mà không thể thiếu trong cái dưỡng da nha cả nhà nhé. Và một serum chứ hai serum mọi người cũng xài được cho Hà luôn. Nếu như ban ngày nhá, Hà nói thật luôn á, Hà đã từng xài luôn nhé cả nhà nhé. Một ban ngày ấy, Hà xài hai serum lên tới sữa dưỡng đánh chống nắng. Trời dậy đó, thật sự. Còn buổi tối đến đó nha, là nói thật luôn, làm gì làm phải có kem dưỡng nha cả nhà nha. Kem dưỡng nó là một cái gì? Kem dưỡng nó là một cái khóa ẩm cho cái da mình nha cả nhà nha, để nó đừng có bị khô da nha cả nhà nha. Còn ban ngày thí dụ như là mình gặp những cái thời tiết mà nó nóng, hay là nó có thể là nó khô, nó hanh này kia hay là như thế nào đó, hoặc là mọi người da dầu da đấy là nhiều quá, mình tùy thuộc vào cái da của mình nha cả nhà nha. Nếu mà da mình đổ dầu nhiều quá đó thì ban ngày mình xài tới sữa dưỡng thôi nha cả nhà nha. Bởi vì có những chị em mình á, tại sao mà da bị mụn nhiều, Hà vẫn nói, mình vẫn dưỡng da, mình vẫn chăm da, nhưng mà với điều kiện mình đừng có đặt xài kem. Chuyên sâu vào xài serum nhiều cho Hà nha. Serum là một cái mà nó không có làm bí da mình, mà nó thẩm thấu vào trong da mình, nó không làm bí da mình, nó không dầu nhờn nhiều. Tại vì kem nó rất là nhiều cái dưỡng chất dưỡng ẩm nha cả nhà nha. Cho nên là em có chưa nè? Có rồi. Quá rồi nha. Còn cái serum vàng này á, nó vẫn là 18 đồng. Serum 20, serum nhau thai cừu 12, thêm một chai. Ồ, đúng rồi, lên tiếp serum nhau thai cừu cho mọi người nha. Hà bán cái giá cực kỳ là rẻ luôn. Hà nói thật, mấy cái này là nói thật với Hà, mấy cả nhà luôn nha. Cái hàng này là Hà vô tận ổ. Hà nói thật luôn, nói một cái là nói thật là vào tới công ty lấy luôn, là công ty lấy luôn đó. Thật luôn đấy cả nhà luôn đó, không đùa đâu. Cái này là yên tâm luôn. Đó, cái này tất ghi vào đây hãng.
Ok. Rồi. Còn serum vàng này thì vẫn là 18 đồng một chai nhé cả nhà nhá. Ok. Chào Yến nha. Chị hy vọng á, chị hy vọng á, là với cái đơn mới bên công ty gửi hàng qua đấy thì chị sẽ không có về cái vùng dưới này nữa, có thể là nó ship về một cái sân bay khác. Hy vọng là cái rong biển này để có cho mọi người. Hà nói thật với mọi người luôn đấy, ai cũng hỏi rong biển và táo hết nha cả nhà nha, rất là nhiều người hỏi luôn mà Hà không biết làm sao. Hà nói thật luôn đấy cả nhà luôn á, trời ơi thiệt tình đấy. Trời ơi đau khổ quá cả nhà ơi, thiệt. Mình muốn làm một cái gì đấy mà không làm được cho mọi người, thật sự mà nói là một cái mà phải nói là mình rất là khó chịu trong lòng nhá cả nhà nhá. Nên là